Mời mọi người đến với chương trình Người Kể Chuyện Đời. Còn tôi là Trung Dân, người kết nối chương trình với những nhân vật. Nhân vật khách mời ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu một diễn viên trẻ, đẹp, dễ thương từ điện ảnh, sân khấu. Cô ta đều xuất hiện với nét duyên dáng và tạo được nhiều cảm tình với quý vị khán giả. Xin giới thiệu nghệ sĩ Kim Huyền. Xin chào anh Dân, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Người Kể Chuyện Đời. Kim Huyền sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết trong một gia đình bố mất sớm. Mẹ Tần Tảo làm đủ nghề để nuôi hai chị em. Cuối những năm 1990, chị lăn lộn ở các sân khấu tấu hài thành phố Hồ Chí Minh để có tiền trang trải việc học. Nữ diễn viên từng có thời gian dài không có vai, phải làm thợ may kiếm sống. Tuy chỉ cao 1m50, nhưng Kim Huyền vẫn tỏa sáng, ghi dấu trên sân khấu trong các vở Người Vợ Ma, Nước Mắt Người Điên, Yêu, Sám Hối, Chị Dậu. Kim Huyền là người quê ở Phan Thiết đúng không? Dạ. Huyền hãy kể sơ về cái quê hương của mình và tuổi thơ của mình nơi Phan Thiết. Xin mời. Dạ, Phan Thiết quê em là vùng biển. Thì nhà em cũng cách biển khoảng 3 cây số. Nhưng mà đặc biệt là vô đến Sài Gòn em mới biết bơi. Mình lùng quá anh, mình nhảy sóng không nổi, sợ. Hả? Sợ nước. Sợ nước hả? Sợ sóng, sóng nó lên là lúc cái đầu. Cuộc sống của Huyền ở Phan Thiết nó bình lặng lắm ha. Dạ đúng là cuộc sống hồi nhỏ của em á cũng bình lặng. Ba em mất nên một mình mẹ quán xuyến mọi thứ mà để nuôi hai đứa con nên mẹ cũng hơi cực, thì chị em tự lo mọi thứ. Chúng từ nhỏ như vậy nên cũng là mình có cái tính tự lập. Chị em thì cách nhau hơi xa, đến 7 tuổi rồi. Khi mà chị học cấp 2 á thì em mới là nhỏ nhỏ, có khi em có 4 tuổi anh. Em học mẫu giáo mà em dám đi bộ đến trường để chờ chị em về cùng mất. Ăn ở ngoài đường không anh? Nhà em là mẹ cứ đi làm rồi là em ở ngoài đường em chơi không? Mà không bệnh nữa nha. Có khi nào mà phá làng phá xóm mà bị về bị đòn không? Chuyện có không? Dạ, em á thì đó cái là mẹ em không có đánh em nhưng mà có phá làng quá. Sao hồi đó không có tivi. Toàn đi coi tivi mà. Hàng xóm xa xa mà có hiếm hiếm có người có tivi, nhà giàu mới có. Đợt đó bạn thân của em nhà nó mới mua một cái tivi thì nó có cái remote anh. Thì tụi em mới cầm cái remote đó đi nhà khác bấm. Gì chơi giống tôi rồi đâu quá hả, mấy người đang ngồi coi trong nhà tụi em đứng trước làm bộ coi tivi xong bấm tắt. Tôi cũng chơi kiểu đó. Hồi đó là tivi mà GVC đó. Dạ đó, có cái remote đó. Dạ. Bấm tắt. Tắt cái họ mở lên coi nữa, cái tôi tắt nữa. Cái mở nữa, tắt nữa làm gì chục lần, mai họ chở đi sửa. Họ chở đi sửa mà không biết lý do sao. Thứ bảy ha mà có cải lương, ví dụ cải lương mà hay, trời ơi nhà tôi cả 100 người luôn. Trời ơi em đi coi hàng xóm không à. Là em mê cải lương, thật sự là mê cải lương trước. Còn nhỏ tivi là chiếu cải lương rồi á. Tuần mấy đoàn cải lương á ra ngoài Phan Thiết diễn ở nhà hát lớn á. Lúc đó em rành nghệ sĩ cải lương nhiều lắm. Em chuyên đi xin hình gửi báo sân khấu á, xong rồi gửi hình nghệ sĩ về. Mê cải lương. Dạ mê cải lương lắm. Mê sân khấu nhưng mà cũng phải có một cái cơ duyên, một cái cơ hội nào mới đến với cái nghề này. Em mê cải lương nhưng em nghe đài luôn á, nghe đài xong rồi nghe băng bấm tắt từng cái để chép ra từng câu á. Đó ghiền đến độ vậy luôn anh. Khi mà em vào Sài Gòn á thì em có đi học một lớp cải lương ở 133 cô Bắc á anh. Biết thì Hoàng Sa vậy thì em phát hiện ra một điều. Điều là gì? Em hát quá dở. Đúng. Em biết là mình không thể đi theo cải lương được nhưng mà vẫn mê sân khấu, em mới là nghĩ là mình phải thi vô kịch. Rồi thi vô trường sân khấu. Dạ em rớt buồn quá anh. Bây giờ em cười chứ lúc đó em buồn dữ thần luôn. Do em thấp thì lúc đó em rất là buồn. Em cảm thấy như đó là một cái gì đổ vỡ cuộc đời mình mới mà. Tức là em đang tràn trề một niềm hy vọng. Thì khi mà thi đại học thì em không làm hồ sơ trường nào hết. Nguyên một gia đình rất là cản em, lo cho em. Lo mình không phù hợp, mình không đẹp, mình không... Trời ơi, mình sẽ lận đận. Đó, cản nhưng mà em quyết định, em cứ nói là xin cho em đi con đường của em. Lúc đó bao nhiêu hy vọng, tràn trề và tự tin lắm. Cũng diễn được, anh thầy cũng khen lúc mà thi thì người ta nói con bé này diễn ok, diễn tốt này, có duyên, nói em vậy. Mà cuối cùng rớt, trời ơi, em khóc quá trời luôn. Tóc em đang dài, vậy là dài quá trời dài, em cắt cái bụt. Nỗi buồn á, nỗi buồn, được đánh dấu nỗi buồn á. Em cắt cái bụt luôn. Sau đó em học
không phải là chính quy phải đóng tiền học đó. Ừ. Mình không có được một con đường rộng mở thì mình tìm cách đi một con đường khác, miễn sao là nó đến với cái đam mê của mình, cái khát vọng của mình. Thì em thấy là em bị thiếu may mắn cái đó. Nhưng mà bù lại là ra đời khi mà bắt đầu tập tành đi diễn, em có rất nhiều người thầy giúp em, và em có được ngày hôm nay là những người thầy ở ngoài đời, những người thầy cho em những cơ hội trên những sân khấu. Cái giai đầu tiên mà em bước vô cái làng chuyên nghiệp này là giai gì Quyền? Giai đầu tiên cái giai quần chúng, một vai diễn bé bé chỉ xuất hiện trên sân khấu, chuyên nghiệp làm như là một nhóm bạn học sinh của những người gia chính. Thì những ngày đó thì đó là hạnh phúc rồi, nhưng mà sau đó thì em bắt đầu đi diễn tấu hài. Diễn với ai? Dạ, đi diễn với anh Hữu Châu. Lần đầu mà em diễn anh Châu thương, tại vì em cũng may mắn á, thì anh Châu cho em đi diễn nhóm anh Châu, mà lần đầu tiên lên sân khấu bả rung, bả quanh quanh có câu thoại bả nói hoài. Giờ anh Châu lúc đó làm sao? Anh Châu thì đỡ cho em. Anh Châu có nói với em là cũng may cái mặt em có duyên á. Cái người thầy đầu tiên của em là như vậy, để làm cho không làm cho mình sợ hãi mà động viên mình. Rồi sau đó thì em về nhà hát kịch thành phố thì em có nhiều vai diễn hơn. Qua bên đoàn thầy giàu á, thời lúc đó là em vào là lúc đó anh Lê Công Tuấn Anh còn á. Em đi diễn lưu diễn tỉnh nhiều lắm, cùng với anh Công rồi anh Quyền Linh, chị Trịnh Kim Chi rồi đó. Đó là biết nhau thời đó luôn đó. Truyền hình á thì em có chú Thế Ngữ. Chú Thế Ngữ cho em từ những cái vai đầu tiên trên truyền hình. Cái thời mà anh Thế Ngữ còn làm biên tập rồi còn làm đạo diễn luôn. Dạ. Các cái chương trình như là Tết Táo Tiết rồi. Dạ. Anh Ngữ kéo hết nghệ sĩ vô. Nơi này cho vui người nói cầu nói cầu. Anh vui vẻ. Dạ. Thương chú lắm. Anh Thế Ngữ là một trong những người mà mình quý. Dạ. Kịch bản bao nhiêu đó dài xong đẻ ra nữa. Hồi nữa người ta xin gọi điện thoại cứ Tết là chú cho con nóng táo chú là viết thêm. Đúng viết rồi thêm. Đúng rồi. Trên truyền hình vui dễ sợ luôn. Những cái năm đó mình cảm thấy mình làm việc á, mình không phải mình tới vì tiền. Dạ. Mình tới để mình gặp, mình vui. Với Tết á, mình ngồi ở nhà á, mình đi coi bà con, cô bác rồi giờ mình thấy mình cũng xuất hiện trong một cái chương trình truyền hình Tết. Nó cũng có cái gì đó gọi là ấn tượng. Dạ. Khoe mẽ một tí xíu. Rồi, đó là công việc của Quyền. Dạ. Ngày xưa. Dạ, có một khoảng thời gian là tôi thấy là không có mặt Quyền nữa. Quyền. Dạ. Đi qua bên Nhật Bản. Lý do gì qua bển? Yêu đương à? Không. Những cái kế hoạch trong cuộc đời của em thì cái chuyện tình yêu nó không phải là quyết định. Vậy mà tôi nghe ông Mạc Cang nói là Quyền si mê một cái ông samurai nào đó mà. Cái việc mà đi Nhật em thích từ lâu rồi. Em thích rất là lâu. Nhưng mà em nghĩ là cái tuổi của em quá rồi nên người ta sẽ không cho em duyệt hồ sơ để đi học. Nhưng mà sau đó em biết được là có thể làm được nên em bằng một cách làm. Thành ra khi mà em đi thì cũng có nhiều người cản em, tức là có nhiều người tiếc nói là lỡ em đi, trong khi đó em vừa mới có một cái vở diễn mà đoạt huy chương vàng Người Đàn Bà Uống Rượu anh. Đợt đó vừa đoạt huy chương xong thì em cũng có visa luôn, thì em vẫn quyết định đi. Thì mọi người nói là bây giờ cái đà Huyền sẽ có nhiều cơ hội hơn nè, đi uổng. Nhưng mà em nghĩ là em đi thì em muốn thay đổi một cái không gian. Có thể lúc đó là khi mà mình làm nghề anh, có những cái khoảng mình cảm thấy là mình cũ, đúng không anh? Tự lập trình lại ha. Thấy em bị cũ rồi, em thấy hình như cái lửa của em nó bị lạnh. Ví dụ đi làm em thấy em không hạnh phúc nữa. Và mình không có một cái gì mới mẻ hết. Thì em cảm thấy là sao cuộc sống của em đang dần dần nó tụt quá. Nhạt. Dạ. Và em không muốn như vậy. Một phần em lại thích Nhật nữa thì em muốn đi thay đổi. Ít ra thì mình bước qua đó mình cũng học hỏi được một điều gì đó, không hỏi được những cái gì đó của bên một đất nước mà tiến bộ như vậy. Cái khát khao của em thì em phải thực hiện cho dù cái kết quả như thế nào. Như mọi người cũng nhìn thấy là cái khát khao của em làm diễn viên, và có nhiều ánh mắt nhìn vào ái ngại. Ái ngại cho cái ngoại hình của em, ái ngại cho nhiều thứ mà cái nhược điểm của mình về ngoại hình. Nhưng mà cái tình yêu trong em và cái mà niềm tin vào mình nó lớn. Nhìn dấu như thế nào cái điểm mạnh của chị hả, là chị là phụ nữ mà tính chị hơi có một chút xíu đàn ông, tính tiếng Mỹ gọi là manly á. Chị khá là mạnh mẽ. Trong công việc thì chị rất là
năng động, rất là nhanh lẹ gọn và dễ thấu hiểu đến người khác, dễ chia sẻ, mà giống như một người sống rất gần gũi với em. Dạ vâng. Nè. Dạ thế còn điểm yếu của mình? À, điểm yếu của chị hả? Điểm yếu của chị là chị hơi nóng tính. Ừ. Khi mà chị nóng xong rồi chị suy nghĩ, chị không phải là nóng quá, nhưng mà chị nóng nhưng mà chị biết dằn cái cơn nóng lại, nhưng mà khi chị nóng thì chị nói cái nhiều lúc hơi bị quá lời, nhưng mà chị suy nghĩ lại liền. Thì mà có bao giờ mà mình bộc phá hay là những cái over nhất thì nó sẽ là như thế nào trong cái cơn nóng giận của mình? Nóng lắm thì chị nói qua nói lại xong chị sẽ bỏ chị đi. Dạ Ừ. vâng. Dạ. Trước giờ là về tình trường của chị là như thế nào chị? À, chị thì đã có gia đình là có hai cháu trai. Một cháu thì 25 tuổi đang học về kỹ sư software đó em, IT đó. Rồi một cháu thì mới học có lớp 10 thôi em, 16 tuổi. Một cháu là 25 tuổi, một cháu là 16 tuổi. À, hai Hai cháu cháu đúng đều rồi. hai cháu hiện tại đang ở cùng với mẹ hay sao ạ? Nhà đang ở trong nhà này với chị nuôi hết hai cháu à. Là vâng. Rồi. Hai anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm tất cả? Ừ, hai anh chị sống với nhau là được, nói chung là chị lên đây chị cũng phải nói hết để cho em biết là chị đã hai đời. Cái đời thứ nhất là lấy ở Việt Nam, xong rồi bố mẹ chị mới bảo lãnh gia đình chị với con qua đây, thì một bé lớn một sanh ở Việt Nam. Thì khi qua đến đây thì cái anh ông xã chị mới đi qua tiểu bang khác sống, thì chị ở đây một mình. Thì chị chờ đến mấy năm không có về chị mới ly dị. Ly dị xong đến năm 2007 chị mới lấy cái anh thứ hai, thì sanh được một bé 10 tuổi, một bé 10 tuổi đó em. Vâng. Một bé 10 tuổi là xong cũng chia tay luôn, sống được 8 năm. Em bé thứ hai, ba của bé thứ hai. 8 năm thì chia tay em tới bây giờ luôn là được chính thức là 12 năm rồi. Dạ, là chị đã cô đơn 12 năm rồi đúng Dạ 12 năm em. Chị cũng đi làm cũng có, nếu mà nó ở đất Mỹ này nó cũng có, nhưng mà em biết sao không? Mình đi làm suốt ngày hai chớp, tối mình về mình đâu có thời gian. Mình không có tìm hiểu được cái thứ nhất, cái thứ hai là có gia đình. Có gia đình, tới cái tuổi của chị hay gặp người có gia đình lắm nên chị không muốn. Mà phải như vậy nên chị quyết định là đi lên đây tìm một người rất là cho nó giống như người ta cũng ly dị như mình. Nhưng mà ở lúc người ta cũng single đàng hoàng, single đá đi cũng được, nhưng mà phải là single. À. Dạ vâng rồi. Bây giờ là nếu mà chương trình vừa ghi hình ấy là ghi hình về Việt Nam á, chị có về được không ạ? À, chị có dự định chị về Việt Nam, nhưng mà chị nói với em là chị nghe cái chương trình này khi mình đăng ký đến cái lúc mà mình tìm được cái người mà để tụi em kết chúng bên bên đài truyền hình kết nối được cho mình á, thì cũng khá là lâu chứ không phải là mau. Cho Vâng. nên tháng 12 này là chị có dịp chị về Việt Nam chơi một tháng. Thì tháng 12 này vào Christmas đó chị sẽ về một tháng. Thì con chị nó nói thì mẹ cứ ghi trước đi, nhiều lúc đến đó nó lừa. Con thấy có nhiều cô hai ba năm luôn á mẹ. Thì tùy duyên thôi, nếu lúc đó mà có được cái người mà có duyên với mình đó em, thì vào tháng mình anh chị về. Còn nếu không thì chị về lại bên Mỹ rồi nào có được cái người mà hợp với mình thì chương trình đưa ra thì mình đi về nữa. Vâng. Bây giờ chị À. mong muốn là tìm cái người đó là như thế nào? À vậy hả? Chị cũng muốn tìm một người như là từ 60 tuổi trở lại. Giống như người người đó phải cái em cũng hiểu, chị không phải chị nói chung chung, mà chị cũng nói chung chung, mà chị nói đây là tất cả những phụ nữ ai cũng muốn vậy, là người đàn ông đó phải là men chững chạc thứ nhất, thứ hai là phải đừng có gia trưởng, mà người thành phố cũng được hoặc người miền Tây. Dạ vâng. Người thành phố hoặc là người miền Tây. À. Công việc thì sao chị? Công việc của anh đó đó hả?
Thì bây giờ anh đó, nếu mà nói về mình muốn thì ai cũng muốn được hoàn mỹ hết em, nhưng mà điều cái là mình tùy duyên. Nếu anh nào hợp với mình, mà chị chỉ muốn một người đàn ông, thứ nhất là phải quan tâm tới gia đình. Thứ hai là nếu người làm gì business thì rất là tốt, tại chị cũng có một cái đầu óc rất là business đó. Rồi thứ ba nữa là cái người đàn ông đó, nếu chẳng hạn mình chỉ đưa ra những cái tiêu chí thôi nha em, để em Dạ hỏi chị vâng mới vâng nói. ơi. Thí dụ người đàn ông đó có nhà hàng hay buôn bán hay là cái gì đó, chị có thể phối hợp vào làm ăn chung, hoặc là dạng mà kỹ sư lớn tuổi mà bị gãy đổ có con lớn cũng được đó. Còn hoặc Dạ. là người buôn bán làm ăn về business, nói chung chị rất là thích business, tại chị bên đây cũng là có tiềm năng quá em, làm chung với một cô Dạ. em buôn bán nữa. Chị rất là thích buôn bán. Dạ rồi. Mình còn ngành nghề nhà hàng đó thì còn rất tốt, rất Ừ. tốt. Là nhà hàng tốt là. Dạ. Nhưng mà nếu mà anh ấy ở Việt Nam thì mình chắc cùng ngồi làm và bàn bạc được đúng không chị? Được, nếu vậy nè, con chị thì cũng đã lớn. Một bé thì lớp 10 rồi, thì bé lớp 12 là bé cũng đã 18 tuổi. Thì bé đó nói mẹ ở đây con học, còn không thì mẹ cứ đi về làm ăn, mẹ đi đi về về cũng được. Tại vì nhà chị ở đây là có ông con, có bà ngoại nữa với mấy dì. Thì chị cũng có một cái chiều hướng là lớn một tí nữa là về Việt Nam sống, đi qua đi lại với các cháu. Thí dụ như 2 tháng ở Việt Nam thì một tháng hai ở Mỹ, rồi 2 tháng ở Mỹ, 3 tháng ở Mỹ, thì 6 tháng ở Việt Nam, đại loại là vậy đó em. Dạ rồi. Dạ vâng. Hôm nay thì là cái buổi mà đầu tiên mà làm quen lấy được cái thông tin của chị ấy, chị Haley. Dạ vâng. Thì em nắm tinh thần là tháng 12 chị sẽ về Việt Nam, tháng 12 dương lịch đúng không chị? Tháng 12 là Christmas đó, chị về tới Việt Nam là thì cái passport của chị nó đã hết hạn, mà chị không mãi là làm ăn, không có để ý. Không có để ý, vừa rồi hè định về Việt Nam chơi thì bây giờ làm passport nó rất là lâu em. Chị không biết từ sao hồi xưa làm có 3 tuần thôi, mà bây giờ chị mới đi xuống tổng lãnh sự chị làm thì nó làm 3 tháng đến đến 10 đến 13 tuần. Đó thì nó cho trong cái thời hạn đó mình sẽ có, cho nên bây giờ chị cũng nói thật cho em biết là nếu mà có gửi sớm chị cũng không có về được vì không có passport. À, đến đến 3 tháng rồi nó có cái passport cho chị lận. Chị mới mở ra đến hè đi đó. Tháng 7 này về mà lại kìa không có đi được, cho nên là chị phải chịu thôi. Dạ vâng, thì như thế cho chị nhá. Và bọn em sẽ đi tìm ý mẫu cái người mà phù hợp nhất nhất với chị. Xong rồi nếu mà duyên số mà ok thì tháng 12 thì chị về thì tham gia cái hẹn với em. Kết nối dùm chị. Cảm ơn cái nguyên ekip của tụi em nha, cảm ơn rất là nhiều. Chị cũng mong rằng có dịp về, nếu được không được cũng không sao, mà chị cũng muốn mời hết tụi em, chị em mình ra ngoài nhà hàng làm bàn cũng vui nữa em, không lấy gì hết, chị Dạ cũng vâng. thích. Dạ vâng. Thế về có gì thì mình sẽ liên hệ lại sau cho chị ha. Thì để Em bọn em cho chị nói một cái chút xíu nữa nha. Em đừng có kiếm người mà hối cho chị nha, không có tóc, ít tóc ấy, đừng có hối nha. Dạ vâng, đấy. Thế chị còn yêu cầu gì mà chị người đàn ông mà chị không thích nữa thì chị cứ nốt luôn cho em để em biết. Đánh tình đàn ông chứ đừng có tính đàn bà, không có gia trưởng là được rồi em. Dạ vâng ạ. Không gia trưởng, không đừng có ki bo quá. Vậy là đủ rồi. Dạ vâng, em nói hết rồi nha chị nhá. Dạ rồi, Chị chị yên cảm tâm ơn ạ. em nhiều nha. Dạ vâng, chị yên tâm ạ. Dạ, chào chị.